phải ăn răng miệng. Phần 2, Tết ăn bánh chưng có sao không? Úi giời, Tết chắc chắn phải ăn bánh chưng rồi. Đúng đúng đúng, Tết mà không có bánh chưng thì con gọi gì là Tết nhá. Tuy nhiên, xin chia buồn với các bạn vừa nhổ răng sẽ phải kiêng loại thực phẩm này, vì đây là nguy cơ gây sưng tấy và kéo dài lành thương sau nhổ. Tết có nên uống rượu không bác sĩ? Uống luôn chứ còn gì nữa. Này này này, khuyên vớ khuyên vẩn, không nên nhá. Bởi vì đây là nguyên nhân chính gây nên các vụ tai nạn và các tác động vật lý trong ngày Tết, có khi đi luôn cả hàm răng đấy nhé.